đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ngọc Quốc Giao mãi không lên sóng, Tiêu Chiến lại sắp hóa soái ca trong phim mới. Nam diễn viên Tiêu Chiến được cho là sẽ đóng vai chính trong bộ phim Nắng Gắt Bên Tôi do Tân Lệ và Iki sản xuất. Mới đây, đoàn phim Nắng Gắt Bên Tôi đã khiến cộng đồng mạng một phen náo loạn khi bất ngờ lập tài khoản Weibo chính thức. Không những vậy, theo một nguồn tin cho biết, Tiêu Chiến, Bạch Bách Hà, Chu Châu, Hướng Hàm Chi, Vương Dương, Điền Vũ sẽ là những cái tên được chọn mặt gửi vàng, góp mặt trong dự án phim lần này của đài Iki. Hành động đầy bất ngờ của ekip Nắng Gắt Bên Tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Chỉ sau vài tiếng lập Weibo, tài khoản của phim đã thu hút gần 170.000 lượt theo dõi và leo thẳng lên top tìm kiếm trong ngày. Kịch bản gốc cũng đã tích lũy gần 1 tỷ lượt đọc khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng. Không những vậy, những bình luận, chủ đề liên quan đến Tiêu Chiến cùng bộ phim vẫn đang vô cùng nóng và được lan rộng trên khắp các diễn đàn xã hội. Điều này đã cho thấy sức hút của nam thần màn ảnh Cbiz, Tiêu Chiến lớn đến nhường nào. Phản ứng của cư dân mạng, mặc dù đoàn phim chưa lên tiếng chính thức nhưng mong tin đồn Tiêu Chiến tham gia phim này là sự thật, thấy Tân Lệ và Iki là yên tâm rồi, khả năng chiếu đài đảm bảo cao luôn, chưa kể nhìn dàn diễn viên kia cũng vô cùng chất lượng, mong chờ Thịnh Dương, mong chờ ánh nắng dịu dàng ấm áp trái tim em, đang sầu vì Ngọc Quốc Giao mãi không có tin tức gì, tự nhiên xem được tin này thấy vui ghê, cảm giác sẽ là một vai diễn rất hợp với Tiêu Chiến. Được biết, Nắng Gắt Bên Tôi là bộ phim có thể loại chức nghiệp tinh anh đô thị công sở. Phim do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Tân Lệ kết hợp cùng Iki sản xuất. Bên cạnh đó, dự án còn có sự tham gia của biên kịch từng đoạt giải Bạch Ngọc Lan, giải thưởng phim truyền hình có uy tín nhất. Hiện tại, các thông tin liên quan đến bộ phim vẫn đang giữ bí mật và chưa được công bố. Tuy nhiên, cư dân mạng truyền tai nhau Nắng Gắt Bên Tôi sẽ chính thức khai máy vào ngày 27 tháng 9 tới đây tại Trùng Khánh.